Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngói sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 35m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Với căn nhà này, ô tô có thể vào nhà, hướng nhà là hướng Đông Nam. Diện tích 35m², mặt tiền 3m2, mặt hậu 3m21, chiều dài 11m, với căn nhà xây mới hoàn toàn, xây dựng độc lập duy nhất một căn, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Một căn nhà xây dựng thiết kế độc lập, ô tô vào nhà, rất cần cho những quý khách hàng không có nhu cầu mua nhà đầu tư. Với căn nhà này hướng nhà Đông Nam, tương đối là thoáng và mát, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ ngập tràn tiện ích. Căn nhà này gần với trục đường quốc lộ 6, gần cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần trường đại học Phenica, nằm ở trong khu dân cư rất là đông, đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, tiện ích ngập tràn. Và mẫu thiết kế của căn nhà này cực kỳ độc lạ, đẹp. Mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá cụ thể với thiết kế nhà 3 tầng xây hiện đại ra sao. Tầng 1 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Hiện tại Ngói đang đứng đây là ô tô có thể vào nhà. Căn nhà này được cái chiều sâu quý vị ạ. Và vừa mới hoàn thiện xong và nhà còn thơm nguyên mùi sơn. Thiết kế rất là độc lạ và hợp lý, hiện đại. Nó khác hoàn toàn so với những cái căn nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay review. Đây. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Ô tô vào được phần tầng 1. Tầng 1 là khu vực để xe đây, phòng bếp, phòng vệ sinh. Đây là ô tô để vào một chiếc và vẫn để 1-2 chiếc xe máy, 1-2 chiếc xe đạp thoải mái quý vị nhé. Tiếp theo, đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện tủ bếp này rất là đẹp. Đây mọi người ạ. Và chủ nhà thì có thiết kế thêm nội thất ở khu bếp đầy đủ cho quý vị. Bếp từ hút mùi đó. Đây, mẫu tủ bếp rất là độc hợp lý. Với phần chậu rửa đây quý vị có thể nhìn thực tế. Chậu rửa chất liệu inox 304. Và ở đây là chỉ chậu có một bồn đây, như thế này thôi. Xung quanh không gian bếp thiết kế rất là hài hòa. Nói chung với ngôi nhà diện tích 35m² mà thiết kế ô tô vào nhà hợp lý như thế này. Giá bán thì em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả. 100% sổ sách chuẩn chỉnh, sổ đỏ sẵn sàng giao dịch, có hỗ trợ bên bộ ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với thiết kế đây, tủ ở phần cái phòng bếp này có cửa sổ thoáng ra phía mặt sau của ngôi nhà. Rồi là ở phía trên trần của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cái đèn dọi mọi người ạ, chứ không phải đèn led kiểu như là một số nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay. Đứng từ không gian phòng bếp hướng ra phần phòng khách rất là thoáng. Tầng 1 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Quý vị cố gắng xem hết từ đầu đến cuối video để xem là cái ngôi nhà này thiết kế độc lạ ra sao. Nó khác hoàn toàn với những ngôi nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay gửi tới quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà với cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà hoàn toàn là màu trắng và đèn dọi màu vàng quý vị ạ. Cho nên với cái không gian của ngôi nhà vào trong nhà cảm thấy rất là lạ lẫm. Với phần tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế ở đây cho quý vị là phần phong khách. Thực ra với cái phong cách này nó gọi là kiểu gần như là vừa tối giản, vừa tân cổ điển, vừa hiện đại, mang một cái phong thái gì đấy vào trong ngôi nhà. Cảm giác nó rất là lạ. Chắc hẳn là quý vị nào mà có đến ngắm nghía xem ngôi nhà này thì cũng sẽ có cảm nhận giống như Ngọc Ánh thôi. Nó rất là lạ. Nó không phải kiểu thiết kế theo một cái kiểu gọi là xu hướng hiện đại bây giờ, nhưng mà nó vẫn không cái kém phần tinh tế ở trong từng cái chi tiết của ngôi nhà. Đây là phần phòng khách chủ nhà thiết kế. Và đặc biệt ở đây, thưa quý vị, đây, chủ nhà thiết kế cho quý vị máy giặt và sân phơi ở phần tầng 2. Đấy, dàn phơi thông minh. Với căn nhà diện tích 35m, thiết kế và xây dựng 3 tầng, để làm sao tối ưu công năng sử dụng nhất cho ngôi nhà, thì quý vị có thể tham khảo mẫu thiết kế của ngôi nhà này. Chủ nhà là một cô chủ thiết kế làm ở bên
mảng kiến trúc mọi người ạ, cho nên là về cái phong cách cũng như là thiết kế nhà rất là độc đáo. Ngoài cái phần phòng khách ở phần tầng 2, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ ở phần tầng 2 đây. Cửa sổ thông thoáng. Với cái căn nhà này thì thoáng trước, thoáng sau, ánh sáng tự nhiên. Và rèm cửa thì chủ nhà cũng thiết kế và lắp đặt cho quý vị ở đây sẵn rồi. Đó. Tất cả ngôi nhà này chủ nhà thiết kế cho quý vị là đèn rọi. Đây, toàn bộ là thiết kế theo kiểu này. Không có đèn LED âm trần nha quý vị. Có đèn LED âm trần thì chỉ thiết kế ở ngoài hành lang đi vào thôi. Còn tất cả các phòng riêng đều thiết kế như thế. Thậm chí nhà vệ sinh cũng thiết kế đèn rọi cho quý vị. Và đây là phần phòng vệ sinh. Rất chi là đẹp. Với cabin tắm này, hiện đại, lavabo, bàn đá. Với một cái căn phòng nhỏ nhắn hợp lý mà chủ nhà vẫn thiết kế đầy đủ công năng, thiết bị vệ sinh cho quý vị vào trong không gian phòng vệ sinh. Nói chung là Ngọc Ánh rất là thích cái mẫu nhà này. Tuy nhiên thì có thể là hợp với Ngọc Ánh nhưng không thể hợp với quý vị, cho nên quý vị cố gắng xem hết video từ đầu đến cuối xem cái ngôi nhà này nó có phù hợp với quý vị hay không. Thì liên hệ ngay với nhà tốt để được tư vấn đi xem. Ngoài căn nhà này thì còn rất là nhiều căn nhà nữa đang xây dựng và hoàn thiện, giá cũng rất là phải chăng. Mọi người cứ liên hệ để được tư vấn trực tiếp và đi xem nhà trực tiếp nhé. Tiếp theo mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang bước chân từ tầng 2 lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với không gian tầng 3, chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang. Đồng thời, phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Với căn nhà như vậy, thiết kế đầy đủ cho quý vị là được tổng là 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ, tầng 1 phòng khách. À, tầng 1 là phần để xe, phòng bếp, tầng 2 phòng khách, một phòng ngủ, tầng 3 thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ, còn phần sân phơi, dàn phơi thông minh thì thiết kế ở phần tầng 2. Đó. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng giống như tầng 2. Đầy đủ công năng. Hệ thống hút mùi cũng như là bồn cầu, rồi là cabin tắm cho quý vị thật là đầy đủ. Với phần phòng ngủ cũng tương đối rộng, thoáng, dễ cho quý vị thiết kế nội thất ở bên trong, giường, tủ. Căn nhà này rất là vuông vắn, không có bị một cái gì mà bị chéo cả. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Trên sổ đỏ là mặt tiền 3m2, mặt hậu 3m21, chiều dài là gần 11m. Cho nên là căn nhà này được cái ưu điểm chiều sâu, cho nên phòng ngủ đây quý vị có thể nhìn được thế đây. Đó. Và quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo duy nhất hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.